Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích trong cuộc sống. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Diễn viên thường tính hé lộ người tặng xe sang, cộng đồng mạng mỉa mai về giá trị của chiếc xe. Mới đây, mạng xã hội xôn xao về đoạn video clip được ghi lại khoảnh khắc diễn viên thường tính tự lái xe Mercedes về quê nhà Phan Rang khi vừa hồi phục. Sau vài ngày điều trị tại bệnh viện vì đột quỵ, nghệ sĩ thương tính đã được xuất viện. Đáng chú ý chỉ sau 3 ngày kêu gọi ủng hộ, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi và nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đã kêu gọi thành công. Số tiền ủng hộ lên tới 406 triệu đồng. Nam tài tử màn ảnh còn được một mạnh thường quân tặng chiếc xe hơi nhãn hiệu Mercedes có biển kiểm soát đăng ký tại tỉnh Đồng Nai. Ngay khi ra viện, nam diễn viên đã tự lái xe về quê Phan Rang để dưỡng bệnh khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo tiết lộ của diễn viên thường tính, chiếc xe xa xỉ này ông được một người bạn thân tặng sau khi ra viện. Bên cạnh niềm vui mừng không xiết, một số người lại lo ngại cho sức khỏe và sự an toàn của diễn viên thường tính khi phải lái xe đường dài. Thậm chí một số ý kiến lại cho rằng một nghệ sĩ nghèo như thường tính đến nhà ở cũng phải đi thuê, giờ phải nuôi thêm một chiếc xe hơi đời cũ. Dưới bình luận, cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng lo lắng đi 100 km hết không dưới 15 lít xăng, lại còn hay hỏng vặt. Tiền nuôi chiếc xe này đi taxi còn tiết kiệm hơn. Tặng xe này thì thương Tĩnh lấy đầu ra tiền mà sửa, chú đã nghèo lắm rồi. Theo một người sành về xe cổ, chiếc xe Mercedes của thương tính là loại xe được sản xuất vào khoảng năm 2004-2005. Thời điểm đó, chiếc xe này là một tài sản lớn chỉ người giàu mới sở hữu. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, giá trị của chiếc xe này trên thị trường xe cũ chỉ dao động khoảng 200 đến 230 triệu đồng. Bên cạnh đó, một người chuyên mua bán xe ô tô đã qua sử dụng cũng cho biết, dòng xe này chạy gần 20 năm rồi nên hay hỏng vặt mà đồ thay thế lại rất đắt. Hơn nữa nó cũng uống xăng như nước lã. Mercedes đời cũ như thế này, nếu máy móc còn ngon thì may ra bán được 250 triệu đồng, mức giá phổ biến chỉ khoảng 200 triệu đồng. Với nhiều người có thể chiếc xe không có gì đáng giá, nhưng với diễn viên thường tính, đây vẫn là một tài sản có giá trị, cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Hiện tại sức khỏe của Minh Tinh màn bạc vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.